Trong thời gian qua, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho chăn nuôi gia súc phát triển, tập trung thực hiện các chương trình vỗ béo trâu bò theo hướng hàng hóa, cùng với việc vận động người dân mở rộng quy mô chăn nuôi làm chuồng trại kiên cố, tập trung nuôi nhốt tại nhà, tạo thế phát triển bền vững trong chăn nuôi. Là một trong những hộ chăn nuôi có tiếng ở xã Sủng Trà, thời điểm nhiều nhất trong chuồng của gia đình ông Hờ Vả Chơ, thôn Hà Chế có đến 19 con bò, trong đó hơn 10 con bò sinh sản có giá trị trên 400 triệu đồng. Ông trở thành người có số lượng đàn bò nhiều nhất ở xã Sủng Trà. Từ chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản đã cho thu nhập gần 80 triệu đồng trên năm. Vì trước kia thì bà con nhân dân thì gia đình chúng tôi thì cũng chưa biết cách chăn nuôi, thì là nó sẽ từ các đồng chí lãnh đạo xã đấy, quan tâm và công tác tuyên truyền. Rồi gia đình chúng tôi cũng hiểu và chủ tuyên truyền về chủ trương của Đảng Nhà nước thì chúng tôi cũng hiểu, thì cũng là vay vốn nghị quyết 209 và thực hiện chuyển đổi đất trồng ngô rừng cỏ, thì là chăn nuôi bò thì cũng phát triển kinh tế cho gia đình, cũng phục vụ cho gia đình, mình mua xây máy và xây nhà các thứ thì cũng là do con bò mà chuyển đổi đất trồng ngô rừng cỏ. Với đặc thù là xã chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống, địa thế phù hợp với trồng cỏ. Những năm qua, chính quyền địa phương đã không ngừng tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên 90% số hộ dân trên địa bàn xã chăn nuôi đại gia súc. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn xã có gần 5.000 con, trong đó 1.300 con bò, 1.400 con lợn, trên 2.000 con dê. Để đàn gia súc phát triển tốt, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các cán bộ chuyên môn tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân, hướng dẫn nhân dân các thôn bản chủ động trồng cỏ, dự trữ nguồn thức ăn, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời, hướng dẫn cách chăm sóc để đàn vật nuôi đảm bảo về số lượng và chất lượng, cải thiện sức cày kéo và cải thiện kinh tế cho nhân dân địa phương. Tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình dự án của nhà nước để khuyến khích nhân dân chăn nuôi gia súc. Ngoài các cái chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện, thì đối với cấp ủy chính quyền xã Sủng Trà cũng luôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã xuống các thôn để tuyên truyền cho bà con nhân dân của xã là tiếp tục phát triển gia súc theo hướng gia trại. Đồng thời đối với xã thì cũng đã tuyên truyền cho các hộ gia đình, nếu mà các cái hộ gia đình mà nuôi bò hàng hóa thì xã sẽ phối hợp với lại các ngành của huyện thì sẽ tuyên truyền để quảng bá những chuỗi giá trị theo hướng là sản xuất theo hướng hàng hóa. Thời gian tới, xã Sủng Trà tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trồng ngô sấu để trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, phối hợp với các cơ quan chuyên môn phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao chất lượng đàn gia súc, hỗ trợ người chăn nuôi thông qua nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Chương trình 135, nghị quyết hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nghị quyết 07 Ban chấp hành Đảng bộ huyện, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các tổ chức hội, đoàn thể để khuyến khích phát triển đàn gia súc. Có thể thấy, chăn nuôi gia súc không chỉ giúp người dân xã Sủng Trà đảm bảo sức kéo cho sản xuất nông nghiệp, mà còn góp phần quan trọng vào việc cải thiện kinh tế, giải quyết việc làm, là một hướng đi đúng mang lại cơ hội thoát nghèo cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề được các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mèo Vạc hết sức chú trọng. Bởi thế, dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sủng Máng đã chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đảm bảo sức khỏe cho học sinh bán trú. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sủng Máng đóng chân trên địa bàn khó khăn. Năm học 2018-2019, nhà trường duy trì 17 lớp với 347 học sinh. Trong đó, trường chính có 10 lớp với 230 em học sinh và có 163 học sinh bán trú. Vì thế, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được ban giám hiệu nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưỡng hết sức quan tâm. Đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm, thực hiện việc chế biến và lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, trường còn chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên nấu ăn, quan tâm công tác phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy trình chế biến thức ăn đảm bảo, các quy trình chế biến thực phẩm, nấu ăn, chia đồ cho học sinh, các lớp, rửa dụng cụ bếp, khay ăn của học sinh đều phải tuân thủ theo các quy định, đầu vào của thực phẩm cũng được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Để đảm bảo vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng bữa ăn cho các em học sinh bán trú, thì đối với nhà trường thì chúng tôi thì trước hết là chúng tôi cũng lựa chọn những cái nhà cung ứng thực phẩm là đảm bảo có am hiểu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và có được cái giấy phép kinh doanh của cấp có thẩm quyền. Thế còn về quản lý chất lượng bữa ăn thì chúng tôi có phân công thành viên trong ban giám hiệu cũng như là ban quản trú là thường xuyên kiểm tra bếp ăn tập thể. Trong các cái bữa ăn là có kiểm tra giám sát việc các nhà bếp nấu nướng cũng như là việc ăn của các em. Từ đó thì chúng tôi thấy là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường cũng đã thực hiện tốt. Thì trong những năm qua thì cơ bản các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tốt và không có hiện tượng gì xảy ra đối với lại các em học sinh. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường thường xuyên cử cán bộ cấp dưỡng tham gia các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm. Nhờ đó mà trong những năm qua, công tác kiểm tra đánh giá của cơ quan chức năng, bếp ăn bán trú nhà trường luôn được công nhận đảm bảo vệ sinh từ khâu tiếp nhận, bảo quản chế biến thực phẩm phục vụ học sinh. Bếp ăn luôn bảo đảm ánh sáng, thoáng mát, lau dọn sạch sẽ, gọn gàng. Những việc làm trên đảm bảo môi trường khu vực ăn thoải mái để học sinh ngon miệng trong mỗi bữa ăn, đảm bảo sức khỏe yên tâm học tập. Do vậy, nhiều năm trở lại đây, nhà trường không có trường hợp ngộ độc nào xảy ra. Đối với xã Sủng Máng thì các ban chỉ đạo thì cũng thường xuyên đi kiểm tra các chế độ ăn của học sinh ở trường học. Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng chỉ đạo trường là mua là theo cái hợp đồng ký cam kết với các chủ để đảm bảo cái thức ăn nó không có cái gì dịch bệnh gì xảy ra. Còn trước khi ăn thì cũng chỉ đạo trường là cũng thường xuyên cho các cháu là rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Và cũng chỉ đạo trường là chỉ đạo các anh chị trong bếp thì rửa bát đũa cũng sạch sẽ đảm bảo không để ruồi giếc bơ vào để đảm bảo cái sức khỏe cho các cháu. Cháu rất vui khi được đến trường học tập và được nhà trường nấu cơm cho ăn, bố trí phòng ngủ. Nhà trường cơm của nhà trường có nhiều món ngon và đảm bảo dinh dưỡng. Cháu được nhà trường quan tâm như thế, cháu rất thích ăn ở và sinh hoạt tại trường. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật tốt để đáp lại sự quan tâm của các thầy cô ạ. Thời gian tới, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, bên cạnh thực hiện công tác giảng dạy, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sủng Máng tiếp tục xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm bị ôi thiêu, mốc, hỏng để chế biến thức ăn phục vụ cho học sinh bán trú đang học tại nhà trường. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có ông Thò Mí Dính, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Sủng Tà, xã Lũng Trinh, huyện Mèo Vạc. Chính quyền địa phương và người dân trong thôn nhận xét ông là một đảng viên, một bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn gương mẫu, trách nhiệm, luôn hết lòng hết sức vì công việc chung của thôn bản. Ông Thò Mí Dính, sinh năm 1974, dân tộc Mông. Ông được bầu làm bí thư chi bộ khi vừa tròn 18 tuổi. Được nhận xét là người có trách nhiệm, gương mẫu và luôn hết lòng, hết sức vì công việc, nên đến năm 2016, ông được chính quyền địa phương tiếp tục tin tưởng và bà con nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, thôn Sủng Tà, xã Lũng Trinh, huyện Mèo Vạc cho đến nay. Trước thì từ 18 tuổi, bắt đầu thì là bí thư chi bộ. Đến đây, thì năm nay thì gần 25 năm rồi. Từ 2016 dù cho tôi là vừa làm chuẩn thu vừa là bí thư chi bộ. Thôn Sủng Tà hiện có 79 hộ, 358 khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông. Xác định cuộc sống của người dân trong thôn chủ yếu dựa vào nông nghiệp,
Ông Dính tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, đưa các loại cây con giống mới cho năng suất cao vào sản xuất, khuyến khích các hộ dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện nay, thôn Sùng Tà có rất nhiều hộ chăn nuôi theo mô hình tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, ông cũng rất quan tâm đến công tác giáo dục của thôn. Nói về chú bí thư chi bộ ở trong xóm thì thực ra chú rất quan tâm đến việc giáo dục về học sinh. Thứ nhất là về công tác vận động học sinh, là chú tuyên truyền cho bà con là cho học sinh đi học là tương đối đầy đủ. Về trong giữa học sinh ở trong xóm và cho học sinh ra trường chính là chú vận động rất là tốt. Với cương vị là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, ông Dính thường xuyên tuyên truyền cho các đảng viên trong chi bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực. Để nhân dân tin và làm theo, bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, thường xuyên gặp gỡ người dân nhằm tìm hiểu đời sống, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh với cấp trên. Đối với đồng chí Dính, bí thư chi bộ, thì ngay từ khi được các ủy chính quyền giao tất cả các nhiệm vụ về chính trị cũng như văn hóa xã hội, đặc biệt là phong trào giáo dục, thì thật sự đồng chí này là một tấm gương để cho bà con tham gia học hỏi, nhất là hàng tuần và nhất là theo hứa ước thô bả là vận động học sinh và phạt xử phạt theo hứa ước của thô bả. Cái nữa là về phát triển kinh tế thì đồng chí cũng đã luôn đứng đi đầu, như là thực hiện tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Và bên cạnh đó thì đồng chí cũng đã là tổ trưởng tổ vay vốn của thô, thì đồng chí cũng đã vận động và tuyên truyền cho bà con hiểu về các chính sách ưu đãi của nhà nước và cũng đã được bà con nhiệt tình ủng hộ. Với những cố gắng nỗ lực của bản thân, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Sùng Tà đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp như bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã. Hàng năm, chi bộ thôn Sùng Tà đều đạt trong sạch, vững mạnh, đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị được giữ vững.